Đây là chương trình 180 giây thay đổi được phát sóng hàng tuần trên kênh fanpage Bệnh viện Từ Dũ. Chào các bố mẹ của chương trình 180 giây thay đổi. Thì hôm nay mình lại vào để hướng dẫn cho các bạn cách mà phát hiện một cái em bé mà có biến dạng bàn chân như thế nào. Cái bất thường và dị dạng đầu tiên á là các bạn phải đếm các ngón chân. Đây, một bàn chân em bé bao giờ cũng có 5 ngón. Thì một số bé thì nó sẽ có thiếu ngón, ví dụ giống như chỉ 4 ngón hoặc là 3 ngón. Và một số bé thì bị thừa ngón, có thể là 6 ngón hoặc là 7 ngón. Thì như vậy trước tiên là mình sẽ phát hiện là bàn chân em bé thừa ngón hay là thiếu ngón. Cái thứ hai là về hình dạng bàn chân. Thì đây là một hình dạng bàn chân, các bạn sẽ thấy đường bàn chân bên ngoài là nó sẽ thẳng này. Các bạn đề ngón tay vô, các bạn sẽ thẳng, thấy thẳng ha. Cái bàn chân như vậy là nó bình thường. Ngoài cái dạng thừa và thiếu ngón thì cái dạng thứ hai là cái dạng mà bàn chân xoay vào trong. Và cái thứ ba nữa là cái bàn chân nghiêng ngoài. Thì thay vì các bạn thấy đây là đường thẳng ha, thì bàn chân nghiêng ngoài thì cái thân bàn chân phía trước này nó sẽ hơi bẻ ra ngoài như vậy này. Và cái gót thì nó cũng có thể là vèo ngoài. Và cái bàn chân nghiêng ngoài này á, thì các bạn sẽ thấy thường là nó kèm theo là nó gập cái lưng của bàn chân lên cẳng chân. Đó là một số cái dạng bất thường về cái bàn chân mình cần phải lưu ý. Các bạn đừng có lo lắng nhiều quá, tại vì đa số những tật của cái bàn chân này á, là nó sẽ tự giải quyết, hoặc là mình chỉ cần can thiệp vài cái bài tập rất là nhẹ nhàng. Còn cái tật bàn chân mà gập lưng vậy các anh chị và nghiêng ngoài á, hầu như nó cũng sẽ tự hết, hoặc là mình chỉ cần can thiệp những cái bài tập rất là nhẹ nhàng. Mình đã giới thiệu sơ qua cho các bạn biết về một số cái tật bàn chân mà khi em bé sanh ra các bạn có thể dễ dàng phát hiện. Các bạn cũng yên tâm bởi vì mình cũng đã nói cho các bạn biết là những cái tật bàn chân nghiêng trong và bàn chân nghiêng ngoài á, hầu như là nó có thể là tự giải quyết, hoặc là mình chỉ cần can thiệp vào một số cái bài tập rất là nhẹ nhàng. Còn một số ít á, là khi đó mình phải cần can thiệp bắn chân hoặc là bỏ bồ. Còn những cái kỹ thuật mà để tập những cái bàn chân đó như thế nào á, thì chắc là hẹn các bạn vào những cái tập tới mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ngoài ra thì một số bạn cũng thắc mắc là cái lòng bàn chân của con bạn là có phải bàn chân bẹt, bàn chân phẳng hay là một cái lòng bàn chân bình thường. Ở trẻ sơ sinh đó, thì đa số là cái phần lòng bàn chân nó mô mỡ nhiều, cho nên đa số những cái lòng bàn chân của sơ sinh là nó phẳng, nó bẹt, thì cái đó là cũng bình thường, tự nhiên, cho nên các bạn cũng không lo lắng. Và cái phần lòng bàn chân này nó sẽ thay đổi khi mà trẻ lớn lên. Khi mà lớn lên mà em bé biết đi á, mà cái lòng bàn chân nó còn bẹt hay là nó ảnh hưởng tới cái đi của em bé, ví dụ giống như em bé đau hoặc là em bé đi khó khăn, đi dễ bị té, thì các bạn nên kiểm tra khi mà em bé biết đi. Còn đa số những cái lòng bàn chân của em bé sơ sinh là đều là lòng bàn chân bẹt. Thêm một cái là một số bạn hay thắc mắc là cái cẳng chân em bé cong như vậy này thì có phải là chân vòng kiềng hay không. Thì thường thường bao giờ em bé sơ sinh cũng có cái gọi là xương chày nó cong sinh lý hết các bạn. Thì cái xương chày cong sinh lý này theo thời gian nó cũng sẽ phát triển và trở về bình thường, cho nên đối với những cái xương chày cong sinh lý này các bạn cũng đừng có quá lo lắng, và các bạn cũng không cần phải nặng chỉnh gì hết, bởi vì nó cũng sẽ không có cái tác dụng gì ha. Cho nên cái này mình cũng theo dõi, đợi khi mà em bé biết đi thì mình sẽ kiểm tra lại dạng đi và mình xem có thử là em bé khi đó là còn cong, thực sự cong nữa hay không, hay là chỉ đó là cái giai đoạn cong sinh lý mà thôi. Hy vọng những cái chia sẻ nãy giờ thì giúp cho các bố và các mẹ có những cái kiến thức bổ ích trong cái việc chăm sóc, hoặc là mình phát hiện, hoặc là mình theo dõi, và cũng là giảm lo lắng cho bố mẹ khi mà mình có những cái kiến thức về những cái dị tật đó mình có thể là mình tập được và có thể khỏi. Chúc bố mẹ chăm sóc nuôi dưỡng em bé thành công và khỏe mạnh.